Gắn bó hơn 10 năm với loại thủy sản đặc hữu của tỉnh, hơn ai hết, chị Thùy cũng như nhiều nông dân khác thấy được hiệu quả kinh tế của con cá thác lát cườm mang lại. Vậy nên, từ một hộ nuôi cá thác lát, chị đã táo bạo mở rộng sản xuất theo hình thức chuỗi từ nhân giống, nuôi kết hợp với bao tiêu đầu ra cho bà con, rồi đến chế biến. Mới đây, sản phẩm chả cá thác lát rút xương tẩm gia vị của cơ sở cá thác lát Kỳ Như đã được cấp chứng nhận sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực. Không chỉ được thị trường nhiều tỉnh đón nhận, sản phẩm của cơ sở đã chính thức ký hợp đồng vào hệ thống siêu thị Lotte như một lời khẳng định cho thương hiệu và chất lượng của con cá thác lát cườm Hậu Giang. Năm qua, 2.000 tấn hạnh ở thị trấn 1.000 huyện Châu Thành A đã được công ty Tiến Thịnh thu mua với giá ổn định từ 4 cho đến 6.000 đồng một ký, tùy theo biến động thị trường. Theo dự kiến, năm 2019, công ty tiếp tục thu mua 1.000 tấn hạnh của bà con, từng bước hình thành vùng nguyên liệu phục vụ xuất khẩu. Tắc của Hậu Giang mình thì xuất khẩu đi được Hàn Quốc, Trung Quốc và một số nước châu Âu. Nhu cầu của thế giới thì càng ngày càng cần nhiều hơn. Đối với sản phẩm xuất khẩu, thì khi mà công ty ký kết một thời gian thì sẽ áp dụng theo chuẩn Low Gap. Bên cạnh việc bao tiêu đầu ra, công ty dự kiến sẽ đầu tư giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân. Qua đó giúp trái hạnh Hậu Giang đạt được các tiêu chuẩn HACCP và PRC hướng đến xuất khẩu. Cây đậu bắp Nhật đã bén rễ vững chắc trên vùng đất Long Mỹ từ năm 2016 khi công ty cổ phần thủy sản Bạc Liêu bao tiêu. Và để xuất khẩu, những trái đậu bắp này phải trải qua 4 lần phân loại, 3 lần kiểm tra cùng với nhiều yêu cầu khắt khe khác. Nhưng chỉ tiêu sản xuất nhà máy đã khó thì làm vùng nguyên liệu càng khó hơn. Bên cạnh kỹ thuật canh tác hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc hóa học, công ty còn trực tiếp đầu tư hạt giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho bà con nông dân. Với giá cân xô 4.500 một ký, việc thu mua thực hiện hàng ngày, nông dân hái trái đến đâu là thu mua hết đến đó, nên bà con không lo ế hàng mà nông sản làm ra còn được xuất đến tận Nhật Bản, một trong những thị trường khắt khe nhất thế giới.